Hello tất cả mọi người, thì mình là Phước Lộc Cảm Minh đây. Hôm nay thì Lộc sẽ tiếp tục tạo cho mọi người một cái event chơi nhá. Câu hỏi đặt ra là, đố mọi người biết có bao nhiêu nhân vật tham gia trong bộ phim này. Bạn nào mà trả lời đúng sẽ nhận được 5.000 kim cương nha. Yêu cầu của luật chơi là phải like và đăng ký kênh. À mà mình quên nữa, mình đã khóa nút đăng ký kênh rồi. Bạn nào mà nhắn đăng ký được, mình tặng cho 5.000 kim cương nha. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng xem phim thôi nào. Let's boss, chán ghê ông nội. Ủa cái gì đó mày, thằng Kamigame, tao đuổi việc mày bây giờ. Nhưng mà thôi kệ, chắc không sao đâu ha. Để tao nói cho các bạn nghe nè, tôi là anh Adam của thời đại 4.0. Nhưng vì do không bắt kịp thời đại nên làn da của tôi có hơi limited một xíu. Hôm nay tôi chơi đảo quân sự 2.0. Nó không liên quan gì hết, nhưng mà mồng tơi nấu với thịt bằm ăn rất ngon. Này em yêu ơi, anh muốn uống tà tưa. Ok anh yêu hà miệng ra. À, cái gì vậy ông nội? Em tao kêu tao hà miệng, chứ có kêu mày đâu. Mà mày ai ở đây hả? Thèm xa sữa lắm hay gì? Mày nghĩ sao vậy? Mày nhìn mặt tao giống mấy hàng hẹm trà tưa không? Tao đang hét lên vì cây cú đó. Mày đừng có mà vớ vẩn nha. Mắc mớ gì mà cây cú? Chẳng giấu gì bạn, người yêu tôi nó bỏ tôi hay thằng khác rồi bạn ơi. Giờ tao buồn lắm, bạn hiểu không? Tôi hay cầm to là tôi chịu không có được, bạn biết không? Trời ơi, buồn cho bạn quá đi. Nhưng mà cái đậu Hà Lan thì bạn chưa liên quan. Hay, tưởng đâu gặp được người tốt bụng, chia sẻ nỗi buồn, ngậm nhắm nòn ní của mình. Ai về nó tốt bụng quá, mà tốt bụng đủ được nhiều chạch chưa? Kệ ta mày, mày được như tao không mà nói. Mà này anh gì đó ơi, em biết tại sao mà người yêu anh bỏ anh rồi á. Ô trời ơi, em hiểu luôn hả? Quý nhân đây rồi, tao đã gặp được quý nhân rồi. Không, anh hiểu nhầm rồi. Ý em là làn da tuyệt vời phiên bản limited của anh á. Người yêu bỏ cũng đúng. Ờ kìa. Đấy, quý nhân của mày kia Adam. Nói đúng luôn á chứ, nhìn ra bóng bóng nên cũng trông hơi phiền thật. Xin lỗi, Adam tuy đen bóng nên trông hơi phiền. Chứ tối tối anh bước lên club làm em hỏi có yêu không liền đó. Thôi, xuống xuống đi em ơi, trời nóng chứ không mát mẻ gì. Mà leo lên ngọn giường ngồi chi cho cứng em ơi. Ừ, tôi sai, tôi xin lỗi được chưa? Mày nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là chưa hả thằng kia? Ông đang hỏi tôi á, nếu như ông hành tâm muốn biết thì tôi đây cũng xin trịnh trọng cho ông được biết. Mày có cần phải làm cho nó màu mè hoa lá hẹ như vậy không? Rồi mày định làm gì tiếp theo hả? Đợi tôi gọi tổng đài, chị ông nâu nâu hỏi cái. Chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu, mày trả lời lẹ đi mày, họ vòng tên vô à mày. Cái câu trả lời là của ông, mà ông đi hỏi ngược lại tôi, xong ông bắt tôi một hai trả lời. Ông đừng có ba trợn chứ ông nội. Ủa thì nãy giờ là lỗi do tao à? Đúng rồi đó anh, em thấy anh mới là họ dòng tinh vo con ông Tam Quốc á. Vòng vo Tam Quốc? Mày im nha, còn em nữa, tại sao em lại đi bên thằng đó? Có phải em yêu nó rồi không? Ủa, cái gì? Ông ẩu ông nội. Mày im nhen, em trả lời anh nhanh. Em khỏi trả lời anh cũng biết, thằng Adam kia. Gì vậy ba? Sao mày lại quyến rũ người yêu tao? Mày có nhầm tao với ai không vậy? Mày nhìn tao từ đầu xuống chân thử coi. Có chỗ nào để yêu mày nó ngó tới không? Ừ, không có thật, vậy tại sao hả? Tao nghĩ mày cũng không cần thiết, tại sao đâu. Mà bây giờ, việc mày nên làm nhất là chạy ra sảnh chờ, đọc tôi gõ gàng, gọi buồn lòng. Cái bản chơi game quá 180 phút sẽ không tốt cho sức khỏe. Tại sao tao phải đọc nó, mà nó không đọc tao? Mày đang đọc nó sớm đi là vừa rồi đó, chứ tao thấy mày đang chở Nobita đi Canada tìm Shizuka rồi. Ý mày nói là tao bị ba xe đất, 4 xe cát rồi đúng không? Mày muốn không? Thử chính phán. Được không à? Riêng mày tao bắn bằng chân, thế cho nó vuông. Tặng mày một câu, đừng bao giờ khinh thường người khác. Mà hãy nhổ bay nước bọt rồi dẫm lên. Nhìn thẳng vô mặt nó nói, dèn tôi thì nói đi cưng. Ghén sao chị? Mày nhìn tao men lên như này, mà mày nói tao chị. Mày tạo gấp cái phòng cho tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ vật. Cái gì lễ vật? Mày nói đúng chưa ạ? Từ từ mày, làm gì hối tao? Sống trên đời đến nay cũng 80 năm rồi mà chưa gặp thằng nào bốc phét như thằng này. Nghĩ sao nhìn mặt tôi vậy, nó nói bắn tôi bằng chân. Thiệt mà tôi tức mà tôi gung nóng á. Tôi phải cho nó biết thế nào là lễ vật. Lễ vật là gì ông nội? Kệ tao nha mày. First Blood. 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 First Blood.
Ê cái thằng Adam kia, sao mày bắn hay dữ vậy? Hay gì đâu ông nội, nãy giờ người ta bắn bằng chân đó, chứ bắn bằng tay là 8-0 luôn chứ ai đó. Thôi thôi, ông đừng có mà gáy, chẳng qua là mạng tôi lắc thôi. Úi giời, cái câu này tôi nghe quen rồi ông ơi. Ai thua xong ra trả nó cô đó, gọi tí sư phụ đi cưng. Ê, đừng có thấy tao hiền mà làm tới. Nghĩ sao mà tao này, mày bắt tao gọi mày bằng sư phụ. Ủa, tao hắn tao có quyền, tao muốn nói gì thì tao nói chứ. Ủa, nãy mày có giao kèo, ai thua kêu gọi bằng sư phụ không? Ủa, kệ tao chứ, không kỳ thôi kệ mày, gán gọi thì nói đi cưng. Mày coi chừng tao á, người yêu tao vô này, tao không muốn đôi co với mày. Chứ mày đâu co lại tao. Anh Si, nãy anh solo thắng hay thua vậy? Em đoán xem, nghĩ sao mà em hỏi cô đó vậy? Anh đừng là... Một thằng gà mờ laser, nghĩ sao anh có thể solo hắn hả Adam này, có đúng không? Ê thằng kia, tao mượn mày lên tiếng hả? Cái gì, anh solo thua cái thằng Adam này á? Ừ thì tại nãy đang solo, tự nhiên có con muỗi đâu bay ra cả anh, nên anh mới thua chứ bộ. Ủa chứ sao nãy mày nói, với ta là do mày lát. Tao bảo mày im cơ mà, thằng Adam, cứ trò vô đây chi vậy? Im luôn, không nói nữa, làm gì căng. Tôi cũng không hiểu sao anh có thể thua được luôn á. Thế mà lúc đầu ấy cho cố vô gặp tôi chắc tôi đổi chục cái quần lên đầu quá. Ơ kìa, sao lại nói thế? Chơi game có thắng có thua là chuyện bình thường mà. Biết là thắng thua là bình thường, nhưng mà gáy xong thua thì là nó hết bình thường rồi. Anh hiểu không? Ê hai bạn, không thấy giờ hai bạn chia tay cha nó đi. Chứ hai bạn cãi nhau nãy giờ mình nhức hết cái đầu. Mày nghĩ gì vậy? Mới nhau đấy mà có thể chia sẻ được tình cảm của tụi tao à? Tôi thấy anh Adam nói đúng mà, tôi với anh nên chia tay đi, quá mất mặt rồi. Ok em. Khỏi ơ kìa, ở đây, chia tay đi. Tăng tăng tăng, tăng 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 tăng. Mày im coi, tại mày hết đấy. Gì nữa ông nội, tôi không biết gì hết nha. Mày còn cãi được, chơi hồi nãy mày solo thua, lấy gì tao mất em người yêu. Úi giời, ông này đúng là tào lao nè. Đấy phải gọi là nhờ tôi ông mới biết thế nào là tình yêu. Yêu đưa con khỉ gì, mới nhiều đó đã chia tay. Ừ cũng đúng ha, có lẽ nào tao đã bị cảm xúc từ trước mà tao không hề hay biết. Cái đấy thì ông phải tự đi điều tra, chơi sao với tôi. Tôi mới gặp đây tôi biết cái gì. Mày phải là thằng biết rõ nhất mới đúng. Gì nữa ông nói. Theo kinh nghiệm 80 năm trải sự đời của tao thì mày chính là cái thằng đem sừng cho nó cắm tao. Là sao quá. Ngay từ cái lần nó gặp mày đầu tiên bằng một phép thần kỳ nào đó, mày đã làm ẻm chúng tiếng xét ái tình của mày. Sau đó khi chơi xong trận game, hai đứa mày đã tỏ tỉ tê với nhau. Xong rồi nó yêu mày luôn đúng không? À đủ, nói gì hả? Đúng là hám tử lừng danh Conan, Shizuki, ăn OD. Nói đâu chúng đấy. Đấy, tao biết mà, không ai có thể qua được mắt tao đâu. Vớ vẩn, nói nhảm là giỏi. Tao mà có kỹ năng hạ hến 5 giây bằng cách ánh mắt ta chạm nhau thì đâu có ế. Cũng đúng thôi, tao tin mày lời này đấy. Mà hình như là mày không có bạn bè thì phải. Đúng rồi, từ cái lúc yêu, tối ngày tao cắm đầu vào người yêu, dần dần tao mất đi các mối quan hệ. Thế bây giờ mày hot kiếp rồi, không ấy tao với mày là bạn đi. Mày nghĩ sao rồi làm bạn với tao vậy? Tao đây tao không có bạn, chứ không thể làm bạn với mày được. Lý do? Mày nghĩ thử coi, tao đường đường là một anh Alok, làm sao có thể đi quen một thằng Adam. Ôi giời, đấy là do mày chỉ biết đấy thôi, chứ Alok với Adam là hai anh em đó. Mày có thấy chùm họ A đằng trước không? Nghe có lý, nhưng mà không thuyết phục. Nói chung mày tuần quen ngăn con làm bạn với tao. Tao chỉ nói thế thôi, chứ mày tuổi còn vịt trời là mày quyết tao. Thế mày hỏi chi? Ủa chứ mày hỏi chi? Tao nói kệ tao, ai bảo mày hỏi. Ủa chứ tao hỏi kệ tao, ai bảo mày nói. Do mày đấy. Có mà do mày. Mày đấy. Mày đấy. Mày đấy. Thôi bớt đi mày, cãi nhau với mày tới Tết cũng không hết. Người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Chào mày. Như các bạn thấy đấy, tôi đường đường là anh Adam có kỹ năng. Tôi chỉ muốn kiếm một người bạn chơi cùng mà nó khó, cứ phải gọi là ói dồi luôn. Tôi buồn lắm chứ các bạn. Nhưng mà thôi không sao. Với một bản lĩnh của đàn ông mạnh mẽ là không bao giờ bỏ cuộc, và tôi lại tiếp tục đi ghép ngẫu nhiên. Ơ cái gì thế? Tưởng đâu gặp được anh đẹp trai, ai dè lại gặp boss nữa rồi. Ủa, phải nói mình không ta? Ở đây có 1, 2, 3 bòi đàm già hàng boss, chắc gì đã phải nói chào mình. Chào bạn boss nha. Đồ chăng lang thang giờ nơi đâu? Bạn boss ơi. Bao yêu thương giờ nơi yêu đâu? Yêu thương giờ nơi đây nè. Gì? Cô nhà giàu vừa bảo cái gì cơ? Cô có thể nói lại cho tôi nghe không? Già cả gọi nên hơi lãng xíu. Tôi nói tự nhiên, cái thằng tào lao nào ở đây nó làm tôi nhức đầu quá à. Gì? Không phải nãy tôi nghe yêu thương gì đó nơi đây. Ủa, nghe rồi sao bảo người ta nói lại? Mà cũng có khi là do cậu già lắng tai nên nghe nhầm đó. À ha, cô đau để quá nhỉ, cái cô nhà giàu này được. Quá khen, đó là bản năng của tôi rồi. Nhảy thét đồng hồ đi boss ơi, chơi đổ nhiều địch bắn mày đã. Cái gì, cô gọi tôi là boss đó, cô gọi là ăn hoi tôi xem nào. Gọi thế cho ngắn gọn, còn bắt gọi hẳn hoi cơ à, boss boss sắc boss, được chưa? Cái định nghĩa hẳn hoi của cô là như thế à? Tôi không hết ai gọi tôi là boss đâu, cô hiểu không? Hãy gọi tôi là Adam đẹp trai. Rồi, anh Adam đẹp trai, nhảy thất đồng hồ giúp em à. Ờ, tôi boss mà, tôi có biết thất đồng hồ ở đâu. Ai biết thì tự nhảy đi chứ. Trời ơi, chơi game mà không biết cái thất đồng hồ. Thất nằm ở giữa đây quan sát phải nghĩa địa đó. Gì, nói tầm bậy tầm bạ, hấp đồng hồ nằm ở giữa danh trại với chữ cơ khí bà ơi. Ủa, sao lúc nãy bảo không biết, giấu đâu lời đuôi à? Ờ, hay là tôi bị gài à, đáo để lần hai. Anh Adam đẹp trai lại quá khen rồi.
Mà này cậu Adam đẹp trai ơi, cậu tên gì đấy? Cho ông câu hỏi, nó đã có câu trả lời rồi. Trời trời, gọi tên người ta xong, đi hỏi nữa trời. Không phải, ý tôi là tên bố mẹ đặt cho cậu ấy. Tôi đâu có hỏi tên nhân vật. Cái cô này buồn cười nhờ. Bố mẹ đặt sao tôi biết, mà đi hỏi. Lấy số hồng tôi đưa cho gọi mà hỏi. Rất là mất thời gian với cậu nhá. Thế bây giờ hỏi lại lần cuối nhá. Biệt danh trong game của cậu là gì? Trước khi hỏi cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau chứ. Không thấy cái tên Phước Lộc gà mờ kia à? Mà này cậu bớt, cậu bao nhiêu tuổi vậy? Lại hỏi nữa, cô không để tôi được hay sao vậy? Có phải nhà cô ba đời làm hình sự không? Đến đời của cô là bộ mặt hình sự không? Đó là cậu chưa biết thôi. Với một người không biết nói gì, với người lạ như tôi thì còn biết nói gì ngoài đặt những câu hỏi đâu? Ồ, ra là vậy. Tôi thấy con âm gian của tôi ở đâu đó. Nhưng mà tôi cứ đợi ai hỏi là tôi trả lời à? Chứ tôi tò hỏi kiểu lại mang cơm chưa? Lao tôi bị quét vào mặt. Bố mày nghe mày hỏi ba lần mày không thấy ngán à? Có vào mặt là cũng đúng thật. Cậu nhạt hơn cả nước lá luôn đó cậu. Thế là nhạt lắm luôn sao? Tính cả nhà tôi gần biển mà sao kỳ beta? Ở gần biển nhất định phải mặn à? Thầy nào nói cho cậu vậy? Cơ mà vô vấn đề chính đi, tôi đang hỏi tuổi cậu. Cậu có biết tử vi không? Để tôi nói cho cậu đó. Cũng biết chút chút. Nói đi, tôi chuẩn tay cho cậu xem. Trong con giáp có 12 con đúng không? Tý Sửu dần mẹo gì đó. Vậy cậu đoán xem tôi tuổi Hà Bá ăn cam không cần lột bỏ là bao nhiêu tuổi? Tuổi con Hà Bá là tuổi gì? Cậu đùa đấy à? Ủa, không có tuổi đó luôn à? Sao mỗi lần tôi đi chơi về trễ là mẹ tôi thường nói là cái thằng Hà Bá sao mày không ở nhà người ta luôn đi? Xong rồi chạy vô hỏi bố tôi. Bố tôi bảo là mẹ ăn cam đừng có lột bỏ nữa là đúng. Ôi là trời, cậu khờ thật đấy. Ai nói thì cũng tin. Khi bố mắng lại còn bảo tuổi của mình thì tôi cũng chịu cậu luôn rồi đấy. Ai biết gì đâu, người ta nói là cá không ăn mối cá ương, con cãi cha mẹ là con cá ương mà ai dám cãi. Chịu cậu rồi. Ê mà cậu, giờ tới tôi hỏi nhá, cậu có thể chỉ tôi chơi game được tới 1 không? Trời ơi, cái này thì nó lại đơn giản quá. Cậu chỉ cần hạ thằng top 2 là xong rồi. Nói như vậy ai không nói được, nhưng mà làm cách nào để hạ thằng top 2 đây? Ủa, cậu làm gì đấy? Sao nhốt tôi ở đây? Cậu ở đó đợi thằng 2 tới nha, tôi đi đây. Ủa, rồi bao giờ nó mới tới? Khi nào nó tới thì nó tới. À, dám đợi nha, tôi ập trước nha. Ok, kìa, lát các bạn với tôi nha. Ok luôn. Người gì đâu mà dễ thương, lại còn đánh đá nữa chứ. Theo như cảm nhận của tôi thì hình như là tôi bắt đầu biết rồi thì phải. Rồi tới công chuyện. Kết bạn nãy giờ mà sao không mời mình nhé? Để xin vô thử coi. Ủa thằng Adam. Ủa ai đây? Lại là mày à? Mà sao mày lại ở đây? Sao mày lại chui vào đây hả? Thằng kia. Là em chưa vào đó anh. Em về nó quen nhau cơ á. Ủa cái thằng kia, tao vô nhớ mày, mặc kệ tao, tao quen ai có mặc kệ tao. Mắc mớ gì mày hỏi, mệt hỏi không hả? Tới đích mày đến tiếng ở đây hả? Thằng Adam kia. Ủa chứ mày nói tao, tao không được nói lại hả mày? Nghe ngược hả mày? Này bớt, ông là hai của tôi đó. Con Quỳnh đi ra ngoài đi, anh nói chuyện riêng với thằng này cái. Bảo trọng nha bác. Giờ mình có nên chù luôn không ta? À mà muốn yêu được em ấy, kiểu gì chả phải qua thằng này. Thằng Adam. Hả, gì đây? Mày với em gái tao, quen nhau như thế nào đây? Mới đi ghép hồi nãy luôn á trời, không có quen nhau như nào hết á. Mày có chắc không? Dạo này tao thấy việc học của em gái tao hơi sa sút. Có phải mày về nói yêu đương quá nên mới thế không? Ai biết gì đâu, mới quen thì cả chứ. Chứ đó giờ ông thấy tao có gặp ông không? Ừ cũng đúng, tao tin mày lần này đấy. Mà mày yêu đương với nó là không xong với tao đâu. Tao cũng đang định hỏi ông cái đó á. Cái gì? Mày nghĩ câu trả lời là sẽ được hay không? Thì lúc biết ông là anh hai em nên định hỏi ông. Mà ông nói không cho yêu đương đã kịp hỏi đâu mà. Biết có với trẻ không? Mà cho dù có không gặp tao đi nữa thì mày định tán em gái tao hả? Mày lấy cái gì để mày quen? Mày nhìn lại mày xem. Ông nên nhìn lại tao xem thì đúng hơn á. Mày có gì để nhìn lại cái gì? Level 75 full thẻ vô cực. Chả thế còn sao, tôi cũng phải biết tôi đang ở đâu và đang làm gì chứ ông. Nhưng mà tao vẫn không cho mày theo đuổi em gái tao, bởi vì mày là kẻ thù chiến kiếp của tao, là mày khiến tao mất đi người yêu, không thể có thằng em vợ như mày được. Nhớ dài hay không nội, với lại tôi cũng đâu có cố ý đâu, do tường hên thôi. Kệ mày, tao không cần biết, tao chỉ biết tao mất người yêu thế thôi. Anh Si ơi, nãy giờ làm gì trong này mà lâu vậy? Chuẩn bị có kẹ bên quân đoàn anh quên rồi à? Ừ nhắc anh mới nhớ, nãy giờ mày nói chuyện với thằng này. Ở đây chả phải là chỉ huy quân đội bên kia sao? Cái gì? Rồi em ra ngoài đi để anh sắp xếp. Ai da, chuẩn bị bọn nó solo à? Phải vô coi mới được. Mày còn muốn theo đuổi em cái tao không? Sao đổi ý rồi à? Nhận ra tao là người đáng tin cậy rồi chứ vậy? Nhưng với một điều kiện. Mày cứ nói đi, tao chưa bao giờ ngán hay chữ điều kiện. Quân đoàn mày phải thua trận này. Nhưng mà tao có biết kèo này là kèo gì đâu, bọn hành vi nó đặt ra mà. Cái đấy là do mày thôi, chứ tao cũng đâu ép mày. Ừ được thôi, cũng chỉ là cái kèo thôi mà. Tao đồng ý, mày cũng phải giữ lời hứa đấy nhá. Chắc chắn rồi. Rồi nhá, như tôi đã nói thì bên tôi đã thua. Bây giờ tôi có theo đuổi em gái không? Mà không bị ông cạn mũi nữa chứ. Cũng có bản lĩnh đó nhở. Hẳn năm bổ khoai mà cũng dám thua trận đó, khá khen cho bài đấy. Được theo đuổi người mình hết, những thứ khác đối với tôi không quan trọng mấy. Trông thế mà cũng được phết nhở. Thôi được rồi, thì tao cũng như giao kèo mà đồng ý cho mày theo đuổi em gái tao đấy. Còn theo được không là chuyện của mày đó nha. Ông có khuyến mãi thêm combo đẩy hiện không? Chứ tôi nghe ông nói xong tôi thấy bất an quá. Được voi đầu tiên là mày. Thêm có tí mà cũng nói. Người gì kỳ bo vậy trời. Hào phóng tí xem nào. Ừ cũng được, làm nghề tốt một lần vậy. Này em gái, dạo này em có để ý chàng trai nào chưa? Ủa anh hai này muốn lộn thuốc hả?
Đó giờ anh có cho em yêu ai đâu. Anh cũng đâu nghĩ mà nghe lời anh đến thế. Không phải là nghe lời, nhưng dù em có quen ai đi nữa thì lúc gặp kiểu gì người ta cũng không dám ở lại. Thì anh cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày cũng thế đó, em mới làm khó tí mà bọn nó đã chạy hết rồi. Thế mà gọi là yêu à? Nếu em là mấy người đó, gặp anh em cũng chạy luôn. Thật đấy chứ đùa. Không lẽ anh hai mày xấu tính thế hả Út? Đúng đó ông bạn. Mày muốn tao để thuyền nữa không hả? Muốn chứ. Muốn thì im mồm vào, rõ chưa? Tao thấy mày toàn hỏi ra đâu không à. Mày để hiện chỗ nào vậy? Cái gì cũng phải từ từ chứ mày. Anh với cậu bắt đó cũng thân quá nhỉ. Cứ thì thầm tao nhỏ nãy giờ. Chứ sao em, tụi anh thân nhau lắm. Anh em chỉ cốt mà, đúng không mày? Ừ, đúng đúng. Này Út, ví dụ bây giờ anh hai cho mày yêu đương thoải mái thì mày sẽ yêu ai? Cái đó sao em biết được, chưa có định hướng nào cả. Có cần anh làm mai cho không? Sao hôm nay tự dưng tốt quá vậy? Do đó giờ anh cấm mày nhiều quá rồi, nay phải bù lại cho mày chứ. Anh định làm mai ai cho em thế? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt là anh boss của mày đây nè. Cái gì cơ? Thôi, anh ra ngoài trước nha, ở đây không tiện cho lắm. Ủa, là sao hả cậu boss? Cậu boss đã nói gì với anh trai tôi hả? Thì tao nói là tao thích cậu. Còn nói gì nữa không? Hết rồi, sao cậu lại hỏi thế? Anh tôi chưa bao giờ dễ như thế, chắc chắn là cậu đã đánh đổi một thứ gì đó. Chứ cậu nghĩ chỉ có mỗi cậu là bạn thân của anh trai tôi sao? Cậu không có mặt được tôi đâu. Tôi đã nói là không có gì cơ mà. Được thôi, cậu không nói thì tôi tự đi điều tra ra. Tôi đi trước đây, bye cậu. Còn việc tôi thích cậu thì sao? Cậu không phải gu tôi đâu, xin lỗi cậu nhá. Ôi trời ơi, quần đâu đổi gấp, cơ mà không sao. Hất bại là bà ngoại cho ăn rồi. Nên là phải tiếp tục, tôi nhất định sẽ đuổi được em. Sao rồi thằng Adam? Đã lâu như vậy rồi mà tao vẫn chưa thấy kết quả gì vậy. Khó quá khó luôn mày ơi, chả đúng gu thì cô đến mấy nó vẫn thế à. Trình độ như này là kèm quá kém, có cả tao giúp thêm không? Tất nhiên là có rồi, có cá giúp tao rồi à. Tất nhiên là có, nhưng mà bây giờ tao lại thích làm chủ một quân đoàn lớn. Chứ mày cũng đang làm chủ quân đoàn mà. Nhiều đây vẫn chưa đủ được với tao. Với lại nói chung là thêm một cái nữa thì nó vẫn tốt hơn. Mày muốn hiểm cả như nào nữa? Cỡ như quân đoàn mày. Ý mày là muốn tao chuyển lên quân đoàn cho mày sao? Không ai có ý đó đâu, chỉ là muốn theo đuổi em gái tao thì tự giác mà chuyển, chứ tao đâu có ép ai bao giờ. Như thế người ta gọi là lợi dụng đó, mày biết không? Tao thấy mày đòi hỏi hơi nhiều phải. Tao nói lại, tao không đòi hỏi gì cả, ai cần thì tự giác thôi. Nhưng đây là nhà của 50 con người đấy. Thì mày thấy chỗ cho tao, cũng chả làm sao cả. Nói chung là sao, có dám đánh đổi không? Hay là lại rút lui? Được rồi, nhưng mà tao cũng không cần mày giúp gì đâu. Coi như đây là món quà tao tặng cho anh yêu của mình. Thế thì lại đỡ tốn công tao, cố gắng nha. Biết đâu một ngày sẽ được làm em tao đấy. Sao hôm nay lên game sớm thế, lại còn không rủ tôi nữa cơ chứ? Đâu có sớm gì mấy đâu, tôi cũng vừa on thôi à. Định nhắn tin của cậu nè. Ai biết được, cậu nói sao thì tôi nghe vậy thôi. Anh Lộc, sao anh lại đưa quân đoàn Chelsea là sao? Giờ nếu anh không về lại, bọn em sẽ rơi hết cho mày coi. Sao anh lại kích cậu ta ra? Còn quân đoàn, cậu đưa cho anh hai tôi là sao? Không có gì đâu, chỉ là tôi cho anh hai cậu mượn về hôm ấy mà. Cậu đang nói chuyện với một đứa trẻ con lên ba đó à? Chắc chắn có chuyện gì đó nằm ở phía sau. Tôi đã bảo là không có gì cậu mà. Ồ, đó đợi tôi phải hỏi cho ra lẽ. Sao cậu lại không tin tôi chứ? Điều tôi nói là thật đó. Liên quan đến anh hai tôi thì chắc chắn điều đó có chuyện gì đó. Tôi là em gái anh ấy, tôi hiểu rõ anh trai mình, anh nghĩ sao giữ được tôi? Công nhận cầm quân đoàn máy thích thật. Cơ mà thành viên của mày nó không chịu ở. Mày coi làm sao làm nha. Thành viên nó ở hay không, tao không có quyền gì ép nó cả. Quan trọng là do cách ông cầm thôi. Nhưng tao không thích thế. Mày phải làm sao để bọn nó ở lại, rõ chưa? Đâu, tại sao cậu đấu tôi? Anh hai cũng ở đây là sao? Đúng lúc lắm. Có chuyện gì thế em gái? Anh lại còn hỏi tôi chuyện gì à? Tôi không ngờ lại có một người anh hai như anh. Anh xem em gái mình chỉ là món đồ để anh đổi lại lợi ích cho bản thân mình thôi à? Có sự làm gì ở đây không? Sao lại nói anh hai cậu như thế hả quên? Tôi biết hết rồi, anh định hỏi là ai nói cho tôi đúng không? Để tôi mời vào luôn. Sao anh bảo mày không nói rồi cơ mà? Nhưng mà em không thể để như thế được. Anh đã mất đi quá nhiều vì một thằng anh hai không ra gì của người anh thích rồi. Mệt thằng này quá, anh biết anh đang làm gì mà. Còn anh hai nữa, anh xem lại bản thân mình đi. Anh làm như vậy là đúng hay chưa? Em không ngờ anh lại là con người như thế đấy. Anh xin lỗi, anh không nghĩ em sẽ biết chuyện này. Anh xin lỗi em thì có lợi ích gì chứ? Lộc kia kìa, trả lại những thứ vốn thuộc về cậu ấy đi. Mày còn nhân mày được ở đây à? Cho dù mày là ai cầm chủ quân đoàn tao, người đó không phải là anh Lộc thì mày cũng để chân mà thôi. Có lẽ tao không nên làm như vậy Lộc. Tao trả lại cho mày hết đấy. Tao xin lỗi mày, xin lỗi em gái, anh hai không tốt. Từ nay anh sẽ không can thiệp chuyện tình cảm của hai em nữa. Cậu đúng là đồ ngốc đó Lộc à. Tôi cứ nghĩ như thế thì tôi sẽ theo đuổi được cậu. Nên tôi không ngại bỏ mấy thứ đó. Kể từ hôm nay cậu sẽ không cần phải theo đuổi tôi nữa. Sao lại thế? Bởi vì tôi đồng ý rồi. Thật á? Ôi trời ơi, con cháu,